Mạng xã hội đang xôn xao clip xảy ra tại phà Cát Lái nối thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Clip thể hiện trong khi người dân đang xếp hàng để mua vé lên phà thì một nhóm người đi xe mô tô chạy ngược chiều lên. Người dân và một vài người trong nhóm đi xe mô tô nói qua nói lại rồi hai bên xô đẩy. Sự việc cự cãi xô đẩy khiến cho trẻ em đang đứng chờ mua vé lên phà khóc thét. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào trưa ngày 22 tháng 8, một lãnh đạo xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị quản lý phà Cát Lái cho hay, sự việc xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 8 tại khu vực đầu phà bên bờ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, vào cao điểm buổi chiều, rất đông người dân đang xếp hàng chờ lên phà. Tuy nhiên, có một nhóm chạy 5 đến 6 xe mô tô thay vì xếp hàng đã chạy ngược chiều lên phía trước. Thế vậy, một vài người dân đang xếp hàng góp ý dẫn đến hai bên xô qua để lại. Nhân viên phà phải chạy ra can để đảm bảo trật tự, đồng thời yêu cầu nhóm chạy xe mô tô quay lại xếp hàng theo quy định. Lãnh đạo xí nghiệp quản lý phà Thanh niên Xung phong thành phố Hồ Chí Minh cho hay, thời gian qua rất nhiều trường hợp khi thấy dòng xe xếp hàng kéo dài đã chạy lấn làn hoặc chạy ngược chiều chen lên phía trước. Đơn vị cương quyết không bán vé, yêu cầu những trường hợp quay lại xếp hàng phía sau để đảm bảo trật tự văn hóa giao thông.